Muốn khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Mọi người có nhu cầu mua một Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi. Sáng mua 5.000 rồi, tôi rồi lại up clip nhưng lại éo được anh em like anh em à. Nếu anh em nào đang xem playlist clip của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một xem, một comment nha mọi người. Hiện tại là mình đang đắp dù xuống khu vực cổng trời này. À, có 4 người nhá. Từ từ để mình xem. À, ấy. Từ từ, mình nhặt cái súng này đã anh em ạ. À, hình như có đứa nhảy nhà gà đúng không ta? Đâu rồi? À, nhảy xuống mày quay lại chơi luôn mà. Ấy, sao lại không nghe tiếng chân gì hết thế nhở? Mẹ cứ qua nhà gà kiếm nó coi cái nó đu sang bên nhà nhiều lỗ rồi mà. Vãi cả trưởng thật, đang tính gọi là ra đang đúng với nó mà mẹ tính sai rồi. Ấy. Đầu trận mình bắn cá mập đây mà. Đầu trận kiểu bọn nó kiểu ít giáp ấy. Mình bắn cá mập nó còn rát. Chứ về giữa trận mà giữa trận bắn cá mập nó phế sao ấy. Đó. À, hình như là mẹ đứng vào đồ nó bay sao. Ấy chịu được bắn hết. Ấy. Em thấy rồi nha. Chị ngồi trên nhà nhiều lỗ làm gì đấy. Tớ mạng mình giả vờ mình lên thôi chứ mình không có lên đâu. Bắn dụ xương xương này, bắn dụ xương xương này. Bắn dụ cho nó tưởng là mình đang gọi là kiểu nhá nhá để không lên đâu em. Qua đây, bắn cả khịa phát nữa này. À, chứ thực sự là mình em dám công đâu. Công mấy thằng thủ nhà đầu trận nó nguy hiểm lắm anh mạng. Mẹ độc kiểu giữa trận còn dám công chứ. Nó đi lộp cộp trên nhà này. À, khó chịu nhờ. Đấy nghe thấy tiếng súng bên nhà ma nữa. Đấy. Mình giả vờ mình chạy. Nó có đeo tai phone chơi game nhưng mình chỉ giả vờ mình chạy sang nhà là sách nhưng mà nó chạy lại lan can nó ke mình kìa. Đó, bây giờ mình sẽ là đi móc từ từ vào đây. Ấy, nó lại chạy ra nó ke cầu thang kìa. Ấy, nó lại chạy ra lan can này. Đây. Ui chết mẹ. Có đứa khác cái tại. Chạy. Đúng rồi, hai anh bắn nhau đi. Ấy. Chị gái nhảy xuống này. Con lợn này. Bắn nhau đi đấy. Két. Ý. Anh ơi, anh làm gì đấy? Em đâu có đẩy qua đâu, anh lại nhảy xuống làm gì? Gọi là mẹ thịt ngay chị hàng xóm và thủ nhà liền anh em. Thằng này hình như nó tính lút đồ này. À, nó rút đồ xuyên bờ rào kìa. Chơi vậy ai chơi nữa. Mẹ. Xác mình giết mình còn chưa kịp lút nữa cơ. Để xem có công lại không ơi. Ê, nó bắn gì đấy. À. Nó chạy xuống bên nhà gỗ này. À đâu bên nhà xác chứ. Mày dám mày vét bán xác của tao giết hả mày. Ui xem cái gì đấy. Uầy. Ui a đúc này game. Vứt đạn trường ra. Hợp lý liền. Fan văn phòng này lại được phẩy a đúc này nghe. Huy hiệu thợ săn ngon vãi. Ra xác này mẹ. Thế éo nào nó hốt mẹ hết sạch đạn shotgun luôn trời. Trận này mình sẽ bắn còn là a đúc với lại là M1887 nha anh em. Ui keo này. Ui mẹ thằng kia nó giết người bằng tay nặng là xe game. Bây giờ mình để ý cái tên nó nha. Nãy giờ mình không để ý mà vừa mới thấy nó giết một bạn bằng tai nạn nặng xe này. Bây giờ không có đón bo rồi. Bây giờ mình sẽ để ý cái tên mẹ ai giết bằng tai nạn xe một nhiều là nghi lắm em ạ. Nghi cực kỳ luôn. Mấy anh mẹ siêu nhân mẹ đâm xuyên nhà mẹ sợ vậy. Có người trên nhà L này anh em. Anh đang đi lút đồ. Nhà L còn nâng giáp kìa. Để mình sẽ rình coi anh em. Rình xem nó có quay lại nó ăn nâng giáp không. Tốt đồ nhà gỗ éo gì lâu đấy. À đây chạy ra này. Đúng rồi. Chạy đi tốt đồ chạy lại ăn nâng giáp quay lại. Đúng rồi ăn đi bạn. Ăn đi. Ui, nâng giáp. Nâng giáp ngon đi. Hôn nhẹ viên áp vô đầu liền anh em. Dân chơi giả vờ nâng giáp và cái kết. Em xin cái nâng giáp nhá. Ui có giáp 3 xà luôn anh em. Được đấy. Xem xác này có gì không. Ôi, mẹ thằng này đâu ra. Nó nghèo dữ ta. Có mỗi 4 bình máu thôi mà. Súng thường dưới đây nó có đón bom ạ. Không biết trận này có không nữa. Súng xe. Đồ mẹ. À nãy thấy con nào nó giết người bằng tai nạn là xe nhiều lắm ạ. À thôi. Tốt chất. Tốt là không khiến nó nghe.
Bây giờ mình xuống đây mình ăn cái đón bo này đã. Được em ơi, có ngay đón bo đây này. À, bo này không biết nó về giữa tâm thung lũng nhở. Mình lên nhà kính thung lũng cũng mẹ hợp lý vết đấy chứ đùa. Ui, tai nạn 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 xe. Ui, không để ý cái tên nó là gì nhở. Chứ gì là thấy tai nạn xe nữa rồi nha. Đây có xác vết má thì có gì không? Ui, ba lô ba này. Ui, bom keo này. Ơi, hình như có giảm thanh. Ui, được anh em mà. Được quả keo với được cái giảm thanh. Xác này không gì hết. Ấy. Lắp giảm thanh vào. Ơ! À! Lắp giảm thanh vào này anh em. Ơ, xịn rồi. Này, bây giờ mình sẽ dùng 7 quả keo để mình lên nóc nhà kính. có xe lam đây anh em. Mình sẽ lấy con xe này để tiết kiệm được khoảng 1 quả anh em. Xe lam này nó cũng cao hết chứ, tiết kiệm khoảng được quả rưỡi chứ bộ đâu. Từ cua nó vào góc này. Ơ. À. Sát lại tí. Ok. Ấy. Ơ, mẹ bấm nhầm vào xe không à? Ấy. Có vẻ là không ổn đúng không ạ? Từ lùi lên một chút xíu. Khá ổn cũng khá đuối đấy. Từ. Góc này đi. Góc sát bờ tường tí anh em. Ơ. Rồi. Quả này chúng ta lên đặt cao một tí. Đặt cao nhảy vẫn được, không sao anh em. Mục đích là chỉ để tiết kiệm bom keo thôi. À, quả này đặt cao lên đi tí. À, không, vậy thôi. À, ba quả này. Ơ. À, ui, lên đây hết có 4 quả. Uầy mẹ. Ừ, được đấy. À, ấy, từ nhảy cẩn thận. Cái gì đây? Ui trời ơi. iPhone lại may mắn rồi anh em mà. Ui, chị mặc sao lại chị hàng xóm lại mặc váy lên đây lại thả rông thế này. Teo lại nắng. Ui trời nắng quá. Trời nắng quá. Chị phơi hàng ở đây thế khô hết cả hàng này. Không được rồi em ạ. Bây giờ mẹ con lên giết. Ui chị còn đeo cả mặt nạ siêu nhân nữa cơ. Chị ngồi trên đây chị tắm nắng cái gì đây? Bây giờ mẹ mình phải ngồi trong nhà, mình ngồi điều hòa, mình dưỡng da chứ. Cho mẹ ca mấy bưởi nó lớn đấy, chị nằm trên đây chị phơi nắng. Anh em, có. Ấy, sao nằm vào không được ta? Kỳ đấy. Từ lại này. Ui. Chị ơi em xin lỗi. Chị ơi em xin lỗi nhưng mà em lỡ tay em bắn đấy. Chứ không là em tính. bây giờ mình sẽ lấy cái góc này luôn nha anh em. Mình sẽ nằm ở đây luôn nha. Bây giờ mình chờ bo luôn, xem tí nữa bo độ về đây không. Mình ăn cái đón bo rồi, chưa gì là chỗ này là tâm bo đó. Bây giờ chỉ chờ gọi là xem có nào bắn nhau ấy. Sau đó mình sẽ cắn lén nó, hợp lý mà. Gì đấy? Ui có cả tiếng chân anh em. Ơ mẹ có thằng nó hình như có dân chơi nó gọi thính trên nóc tháp thung lũng anh em ạ. Vãi thật. Mình me thằng nó chạy lộp cộp dưới đây này. Anh em có nghe thấy tiếng gì không? Hình như nó chạy sang bên tay trái. À đây. Ui khuất rồi. Không được mà, thôi. Được, mình nằm sát khúc này đi. Mẹ mất công anh nào đó ngồi trên nóc tháp lũng gọi nhặt được Adup hay là đỡ. Ui, tai nạn bằng xe nữa kìa anh em. Uầy. Phải, mình không để ý tên mà cái thông báo nó chạy nhanh quá, mẹ nghi lắm nha. Mẹ nghi thấy nó hack lắm nha anh em. Nghi vãi nồi ạ. Thôi bây giờ mình cứ nằm đây đã, chờ bo 2 nó thu xong để mình xem bo 3 nó sẽ bắt đầu anh em. Ôi giời ơi. Bo độ em ơi. Ui, nói gì đi. Bây giờ mình chỉ cần chờ bo 4, bo 5 nó độ mình thôi em ơi. Bo 3 là nó về chỗ mình rồi này. Ha, bây giờ bo còn 13 người nữa. Giờ chờ gọi là địch về đây gọi là bắn nhau ấy thì mình sẽ gọi là có chờ bắn nhau, sau đó mình gọi là ngồi trên đây gọi là hôi của thôi mà. Ha, bo này còn 20 giây nó mới xiết nữa. Có xe chạy lại. Bắn dụ anh em. Ui. Nó nhảy xuống xe thật kìa. Uầy. Ui. Một thằng sau lưng mình, một thằng trước mặt mình mà. Cộng một thằng trên nóc tháp không lúng nữa. Anh Giai ơi, em đang trong nhà kính này, anh vào anh kiếm em đi. Bây giờ mình ngồi im luôn ơi. Bởi vì cái nằm trên cái nóc nhà kính này ấy, nó dễ bị nhiều hướng bắn lắm nếu mà như mình mà mình ngồi dậy ấy. Thế thôi là tốt nhất là chúng ta lên nằm trên đây, chờ bo thôi mà. Chờ. Ôi mẹ sao mẹ giống xe hack quá vậy? Mẹ xe hack thật anh em à. Ui. Mẹ đầu trận mình nói có sai méo đâu, mẹ thằng kia nó giết người bằng tai nạn xe quá trời đấy. Ui. Hình như nó quay lại kìa. nhưng mà mình ngồi trên đây mà mình không có sợ nó đâm đâu. Mình me mình bắn a đúc nổ xe chết mẹ luôn.
ui nó đâm kìa, ui nó đâm kìa, ui mẹ thằng trên nóc tháp lúc nó còn cầm a đúc nó vẩy nữa cơ. Ơ nó vẩy thằng nào đặt bóp kem bên đây này. Ui gì đây, mẹ anh a đúc trên kia sới. Ui mẹ anh khách còn đi lộp cộp đấy, mẹ hoang mang vãi nồi anh ấy mà. Vừa thằng a đúc trên đây, vừa thằng a đó đúc trên nóc tháp. Ui lại còn có tiếng chân chạy về đây nữa này. Cái méo đấy anh hack ơi, chạy lại đâm thằng ngay đây này. À đây nó này nghe. À, thằng hack nó còn liệng xong kìa. Từ mình me mình giết thằng bên dưới đây đã. À chạy qua lỗ ô kính này nghe, mới có góc bắn nó được. Ui trước mặt bắn nhau, trước mặt bắn nhau này. Ui à hình như thằng này nó chạy sang góc đây để nó ke ngoài bo này. Đâu rồi? À đây. Hello anh giai. Ui anh đội mũ. Anh đội cái bao gì trên đầu đấy, cái bao gì giống bao ấy đấy. bạn kia lại gạ gì đấy, thấy fan con vò giết người lại gạ tìm up em ạ, gạ tìm up này. Ui hack lại đâm nó bạn ơi, đâm nó hack ơi. Ui á thằng hack này chạy bo từ nhưng mà không, mình giết thằng này chưa đã. Chị Kelly vàng này, chị Kelly. Ui thằng hack chạy lại tính cái kìa. Mày tính cái của tao à? Mày đi siêu xe con, nổ xe rồi nhé. Mình xem phò giết thách này nghe. Nó chạy vào được rồi. Mẹ hình như nó biết mình chơi đây mà. À, con lợn hack này. Ui, nó mẹ. Nó đi tiếng chân mẹ sát bên dưới ta. Tớ mà hình như nó cũng đang mềm. Ui bo nó về phía kia kìa. Khó thế. Quả bo này khoai thế nhờ. Không được game. Mình phải ở đây mình khô máu với này thôi. Ui mẹ thằng a đúc quật què trên nóc tháp bắn mẹ xong mẹ sợ vậy. Mà thằng này mình cứ nghe tiếng chân sát dưới mà không thấy nó đâu ta. Nó sát bên dưới chân mình luôn này. Bắn tao à con lợn này. Mà nó bắn đâu ta, sao mình không thấy nó nhở, chẳng lẽ nó đi chưa tưởng. À đây. Mày thì hay rồi con, mày chạy bo đây, tao khô máu mày luôn. Mình sẽ gọi là khô huyết nó luôn game, mình chờ bo xiết này. Bây giờ là một là cả hai thằng đều chết các bạn, còn hai là nó giết được mình và nó chạy bo được. Đó, còn không thì mình giết được nó thì mình sẽ chết bo. Ui, chết mẹ bo xiết đến đít rồi. Từ, mình me nó chạy ra mình bắn nó nghe. Ấy nhá, bo đâu, bo đây. À không. Ấy mẹ con lợn hack này. Mày hack cả con. Bướng này. Mày hack này. Ơ à, chạy bo. Ui. À. Ui nhưng không sao ơi, mình đã gọi là quyết định giết nó rồi. Gọi là mình quyết định là tính trước là mình quyết định chết bo rồi game. Bây giờ chuyển sang cam. Ui mà bo này còn có hai người ơi. Đây là vị trí của Hưng. Hưng phát hiện ra thanh niên cuối cùng rồi. Hưng nhảy ra, Hưng sấy. Hưng làm gì đấy? Ui, Hưng đẩy bóng keo lên. Hưng đang chết lên phía bờ đồi. Hưng rui lôi vào bè đã. Ấy. Hưng lôi bóng keo đã. Hưng đặt. Rồi. Hưng làm gì đấy? Mẹ bạn chạy sang cột biển của... đấy, đúng rồi, Hưng đấy. Hưng lại ke gì nhà gỗ đấy. Như vậy là Hưng phát hiện ra thanh niên cuối cùng đang núp ở sau biển của cá đời mơi. Hưng nó đẩy lên, nhưng có vẻ là bo ủng hộ cho thanh niên bên kia hơn. Hưng nhảy ra sấy. Ơ, đối phương đặt keo, Hưng cũng đặt bóng keo. Hưng gài đạn. Ui đối phương cầm sóc cun nhá, Hưng ơi. Ăn mà không Hưng xả ra ba mà Hưng sợ gì sóc cun đấy. Ui Hưng cài mìn ra. Ui chỗ Hưng mày bo Hưng ơi. Hưng ơi chạy luôn ra bo bắn ạ. Hưng làm gì đấy? Sao lại Hưng. Ui Hưng ơi. Trời ơi. Hưng về top 2 rồi Hưng ơi. Ui ôi anh này top 1 kill luôn ạ. Vãi cả rồi thật em ơi. Ok thì clip của mình xin kết thúc lại đây thôi. À này giết được hack mà. Ui đứng vãi lìm. Nhưng mà may mà gặp mấy thằng hack chạy xuyên tường ấy, gặp mấy anh mẹ teleport bắn headshot thì bọn xuyên tường thì em chịu em ơi. Đó thằng hack này còn đỡ đây. Ok thì clip của mình xin kết thúc lại đây thôi. Anh em quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha. Đừng lên để nhận những video mới nhất từ channel của mình.